bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào như ước em. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến yêu anh. Ngoài đời sương gió vội lắm để dài ngày, giờ anh nơi ấy hình dung em chót này rất gần hay rất sợ đêm trăng, em thường vẫn ước ao rằng một ngày đang tới ngày ấy không xa vời, và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười. Anh về đi nhé, hãy về đi nhé. Bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.